Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Bên dòng sông Trệm của nhà văn Dương Hà qua giọng đọc Thái Hoàng Phi. Tập 9, chương 23. Tuyết đang ngồi trang điểm trước gương soi thì Hổ đẩy cửa bước vào phòng. Tuyết ngẩng mặt lên chưa kịp hỏi thì Hổ đã cười một cách khả ố. Vận may của chúng mình tới rồi em ơi, cưng của anh mừng đi. Tuyết ngạc nhiên, anh nói sao? Hổ cao giọng đáp, cái lão già dê hôm nọ tới rồi, lần này thì không thể nào lão chạy khỏi bẫy đã dương sẵn của chúng ta. Anh hy vọng hôm nay em không còn giữ khư khư bộ mặt đạo đức giả như hôm trước. Trang điểm nhanh lên nào. Bị xúi dục làm tiền một cách trơ trẽn, Tuyết muốn hét thẳng vào mặt Hổ, anh là đồ tôi. Nhưng sực nhớ lại cách biểu diễn ném dao bay và những lời hăm dọa hung hăng hôm nọ, Tuyết đành im lặng tiếp tục đánh phấn thoa son. Một lát sau, Hổ đưa tình nhân ra tận ngưỡng cửa và bảo, con mồi già đứng kìa. Vừa nói gã vừa đẩy mạnh Tuyết về phía trước. Tuyết bước nhanh về phía bàn triệu vĩ, trong lúc Hổ nhìn theo với một nụ cười khoái trí nở trên đôi môi đầy thâm hiểm. Thấy Tuyết, đôi mắt triệu vĩ sáng rực lên, chàng cười tươi mở lời trước. Chào em Tuyết. Tuyết nở một nụ cười duyên dáng. Chúng ta lại gặp nhau lần nữa, hôm nay chắc anh không bận chuyện. Triệu vĩ hân hoan đáp, gặp lại em anh rất mừng, anh định mời em đi dùng cơm trưa, mong em không từ chối. Để hiểu nhau nhiều hơn, chúng ta cần chuyện trò lâu dài. Tuyết vui vẻ nhận lời ngay, rất hân hạnh, còn gì vui sướng cho em nữa. Anh định đưa em đi đâu đây? Triệu vĩ hỏi, em muốn đi đâu? Tuyết nhí nhảnh đáp, tùy ý anh. Triệu vĩ đưa Tuyết vào một nhà hàng sang trọng, chàng ướm hỏi, em dùng chút ít rượu nhé. Tuyết duyên dáng, em chỉ uống bia thôi. Anh xin phép em uống ly cô nhắc nhé, hôm nay anh thấy cần uống vài ly rượu mạnh. Trong lúc bồi rót rượu, Tuyết dục hỏi, bộ anh có tâm sự buồn hay sao mà muốn uống rượu mạnh? Triệu vĩ kín đáo đáp, cũng có chuyện buồn và chuyện đó do chính em gây ra. Tuyết hớp một ngụm bia, em làm cho anh buồn. Tại sao? Anh nói khó hiểu quá. Sau này em sẽ hiểu. Câu chuyện bắt đầu nổ giòn giả và thân mật giữa hai người. Tuyết dạng dĩ và tự nhiên, hơn nữa nàng biết cách gợi chuyện nên rất dễ lôi cuốn người đối thoại. Triệu vĩ ít nói, chàng ngồi im lặng uống từng hơi rượu mạnh và thích nhìn Tuyết hơn là nói. Trong lúc Tuyết nói, hình ảnh Mỹ Lan ngày xưa hiện lại trong trí của chàng. Chàng tưởng như đang ngồi nhìn Mỹ Lan và nghe Mỹ Lan nói chuyện. Phải chăng Mỹ Lan đang ngồi trước mặt chàng? Mỹ Lan, người đàn bà mà chàng đã yêu trong tuyệt vọng. Mỹ Lan ơi, hiện giờ em ở đâu? Em có hiểu cho nỗi khổ của lòng anh? Anh vẫn yêu em và thương nhớ em. Em đang ở phương trời nào? Sao em không trở về sưởi ấm hồn anh? Mỹ Lan ơi, anh sẽ chết lần mòn vì tuyệt vọng, vì mong đợi em. Hình ảnh Mỹ Lan u buồn hiện lên dưới đáy ly. Triệu vĩ cầm ly rượu lên và uống một hơi hết cạn, như muốn uống luôn hình ảnh người xưa vào lòng. Chàng uống uống mãi, uống cho đến gục đầu xuống bàn, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Tuyết hoảng sợ nhưng không nỡ bỏ Triệu vĩ, nàng đành gọi xe, giật Triệu vĩ ra xe và chở chàng về nhà. Nàng đưa chàng về thẳng phòng riêng, đặt chàng nằm ngay ngắn trên giường và cởi giày cho chàng. Triệu vĩ lần đầu tiên trong đời say rượu nên nằm mê man như một xác chết. Trong gương mặt xanh ngắt của Triệu vĩ, Tuyết mất bình tĩnh, nàng sợ chàng chết trong phòng thì mang họa. Tuyết vội vàng chạy đi gọi điện thoại tìm Hổ. Nàng thầm lo sợ Hổ vắng nhà. Bên kia đầu dây chuông xe một lúc thì giọng Hổ vang lên, alo, ai gọi đó? Tuyết đáp nhanh, alo alo, có phải anh Hổ không? Nguy mất rồi. Chuyện gì? Tuyết sung sung nói, lão già say rượu đang nằm cứng đơ ở phòng em. Em sợ quá, anh đến ngay, kẹo lão chết ở phòng em thì khổ. Anh đến ngay nhé. Hổ cười to, đừng lo, lão già chỉ say rượu thôi chứ không chết đâu. Em đợi, anh đến ngay. Tuyết cắt máy điện thoại rồi trở về phòng. Nàng hồi hộp lo lắng nhìn Triệu vĩ. Chàng vẫn nằm bất động, mặt mày tái xanh trông rất dễ sợ. Nàng cứ nhìn mãi về phía cửa phòng. Những phút nặng nề chậm chạp trôi qua. Cửa mở tung, Hổ sòng sọc bước vào và hất hàm hỏi Tuyết, thế nào? Làm gì mà quýnh dữ vậy? Tuyết trỏ Triệu vĩ ấp úng, anh nhìn xem, em sợ quá, liệu lão ta có chết không? Hổ lắc đầu, chết cái con mẹ gì,
Không quen uống rượu mà bị mỹ nhân phục rượu thì sai là cái chắc. Em phục rượu lão tài lắm đấy. Gã hất hàm hỏi: Thế nào, em đã lục bóp của lão chưa? Tiền nhiều hay không? Câu hỏi trơ trẽn của Hổ làm Tuyết muốn lậm giọng. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ nàng lại thấy kinh tởm Hổ quá mức như vậy. Nàng đã sống chung chạ với Hổ từ lâu rồi, nhưng trước kia nàng có thấy ghê tởm gã đâu. Tại sao bây giờ nàng lại có thái độ đó? Tại sao? Tuyết không sao trả lời nổi câu hỏi này. Thấy Tuyết có vẻ tư lự, Hổ nói gằn: Thế nào, em đã kiểm soát túi tiền của lão già ngốc này chưa? Tuyết khinh bỉ đáp: Em không đến nỗi hèn hạ như anh. Hổ trừng mắt sừng sộ: Lại dở chứng nữa à? Liệu hồn đấy, cảnh cáo lần hai đó nghe. Dứt lời gã bước nhanh đến cạnh giường, thò tay vào túi quần Triệu Vĩ và lôi ra một cái bóp phơi to tướng. Trong bóp có một xấp giấy 500 và tờ căn cước mang tên kỹ sư Triệu Vĩ. Một nụ cười nham hiểm nở trên đôi môi thâm xịt của Hổ. Gã nhét trả cái bóp phơi vào túi quần Triệu Vĩ mà không động tới một tờ giấy bạc nào. Trước hành động kỳ lạ của Hổ, Tuyết kinh ngạc nhìn gã như thăm hỏi lý do. Hiểu ý tình nhân, Hổ tươi cười bảo: Em ngạc nhiên lắm à? Chẳng có gì đáng lạ đâu. Ông kỹ sư này ở Cà Mau nên giàu sụ lắm. Số tiền nằm trong bóp phơi chẳng đáng giá bao nhiêu, phải xoay lão một số tiền lớn mới xứng đáng. Đây là trò bỏ cái nhỏ để đớp cái lớn mà. Gã cao giọng tiếp: Em đừng lo ngại, những thằng say rượu chẳng chết bao giờ. Gã đặt mạnh tay lên vai tình nhân dặn dò: Em tìm cách giữ lão ở lại đây ít hôm, anh sẽ có mánh mới moi tiền lão. Dứt lời Hổ cười khang. Tuyết biểu môi lẩm bẩm: Đồ hèn hả. Nhưng Hổ đâu có nghe lọt, gã đã bỏ đi ra ngoài để mặc Tuyết ở trong phòng với trăm mọi ngổn ngang chua xót trong lòng. Quá nửa đêm thì Triệu Vĩ mở bừng mắt. Chàng chưa tỉnh rượu hẳn và vẫn thấy đầu nặng như tảng đá. Chàng giáo giác nhìn chung quanh như vừa bừng tỉnh một cơn ác mộng. Lúc đó Tuyết đang ngồi xem tiểu thuyết, tuy đã buồn ngủ nhưng nàng vẫn không dám chợp mắt. Thỉnh thoảng nàng ngừng đọc, quay đầu nhìn xem Triệu Vĩ có sao không. Nàng không thể nào an tâm nổi, cứ hồi hộp mãi, mặc dù đã có lời bảo đảm của Hổ là say rượu chẳng chết. Thấy Triệu Vĩ cựa mình và mở mắt, Tuyết mừng rỡ vô cùng. Triệu Vĩ đưa tay dụi mắt lia lịa. Chàng dục ngồi nhổm dậy, rõ ràng Mỹ Lan đang ngồi xem sách. Mỹ Lan của chàng kia rồi, chứ chẳng còn ai xa lạ. Triệu Vĩ mừng rỡ, nhảy chồm tới ôm chầm lấy Tuyết. Chàng ghi chặt nàng vào lòng và tha thiết nói: Mỹ Lan ơi, Mỹ Lan yêu quý ngàn đời của anh, em lại về đây, em vẫn trẻ đẹp như ngày xưa. Chúng ta lại yêu nhau say đắm như thuở ban đầu. Chàng hôn túi bụi lên mái tóc Tuyết. Tuyết rất đổi ngạc nhiên, nhưng chẳng hiểu sao nàng chẳng chút kháng cự. Nàng cứ ngồi yên để mặc Triệu Vĩ muốn làm gì thì làm. Nàng thản nhiên chờ đợi Triệu Vĩ còn dở trò gì nữa, vì nàng đinh ninh chàng vẫn còn say rượu. Triệu Vĩ say sưa thủ thỉ: Mỹ Lan ơi, em có còn nhớ những ngày yêu đương say đắm của chúng ta? Chúng ta ngồi tình tứ bên dòng sông Trẹm, âu yếm biết bao nhiêu. Hãy quên những chuyện đen tối vừa qua. Mỹ Lan ơi, anh vẫn yêu em, em hãy tha thứ cho anh. Chúng ta đã gặp lại nhau rồi và sẽ chẳng bao giờ xa nhau nữa, phải không Mỹ Lan? Tuyết càng lúc càng kinh ngạc thêm. Nàng chẳng hiểu Triệu Vĩ nói cái quái gì. Cái gì là Mỹ Lan, là bên dòng sông Trẹm, là những ngày yêu đương cũ? Thấy Tuyết vẫn im lặng, Triệu Vĩ miên man nói tiếp: Sao em không trả lời? Mỹ Lan em, chúng ta không đời nào xa nhau nữa, phải không em? Tuyết cứ ngỡ Triệu Vĩ còn say rượu nên chẳng có hành động hay lời nói phản đối. Triệu Vĩ cứ lải nhải một hồi lâu rồi đột nhiên buông rơi Tuyết và nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Tuyết lấy gối kê dưới đầu Triệu Vĩ. Nàng ngồi thừ người ra vẻ nghĩ ngợi. Nàng lẩm bẩm: Mỹ Lan, Mỹ Lan là ai? Tại sao Triệu Vĩ cứ tưởng ta là Mỹ Lan? Ta có liên hệ gì với Mỹ Lan? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc Tuyết. Nàng không thể nào tìm ra được một tia sáng nào về vấn đề này. Tuyết băn khoăn thở dài. Tiếng ngáy ngủ của Triệu Vĩ vẫn vang lên đều đều. Chương 24. Ánh nắng vàng chói từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa sổ và chiếu thẳng vào phòng. Tuyết mở bừng mắt. Đêm qua mãi đến gần sáng nàng mới chợp mắt được, và nàng ngủ chưa được bao lâu thì đã phải thức giấc. Tuyết ngáp dài một cách uể oải. Nàng quay mặt sang bên thấy Triệu Vĩ đang đứng chải tóc trước gương. Tuyết ngồi nhổm dậy và lên tiếng hỏi: Anh thức dậy sớm quá. Triệu Vĩ quay lại nhìn Tuyết và mỉm cười: Anh thức sớm vì anh đã ngủ quá nhiều từ trưa hôm qua, em phiền không? Tuyết nhảy phóc khỏi giường: Đêm rồi anh làm em sợ quá. Triệu Vĩ ngạc nhiên: Anh làm gì đến nỗi em sợ? Tuyết nheo mắt và duyên dáng đáp: Anh uống rượu tới say không còn biết trời đất gì, em phải dìu anh từ nhà hàng về đây. Anh ngủ mê như chết,
Rồi nửa đêm không biết mắc mớ gì, anh lại vùng dậy ôm chầm lấy em và cứ gọi mãi em là Mỹ Lan. Anh nói những gì đâu đâu không à, mà em không hiểu gì ráo. Triệu Vĩ biết ngay chàng đã trong cơn say rượu mơ tưởng tuyết ra Mỹ Lan. Chàng thẹn thùng cúi mặt. Chắc anh say rượu nên anh nói bậy bạ, em đừng tin. Cử chỉ ngượng nghịu kỳ lạ của Triệu Vĩ không thoát khỏi cặp mắt tò mò của Tuyết. Nàng bước vội đến cạnh chàng và ôn tồn hỏi: Mỹ Lan là gì của anh mà anh cứ nhắc nhở mãi một cách say đắm? Hôm qua lúc uống rượu ở nhà hàng, anh cũng có ý nhắc tới nàng ta. Tuyết kéo cánh tay Triệu Vĩ và ỏng ẹo hỏi tiếp: Mỹ Lan là ai? Có phải anh yêu Mỹ Lan nhiều lắm không? Anh cho em biết Mỹ Lan là ai đi. Anh đừng tìm cách dối em, linh tính của một người đàn bà bén nhạy lắm. Anh nói mau đi, Mỹ Lan là ai? Có phải là một người con gái đẹp không? Bị Tuyết hỏi thúc bách mãi, gương mặt Triệu Vĩ dục xa sầm. Chàng gắt gỏng: Em không được quyền hỏi tới cái tên đó, đây là chuyện riêng của anh, em không cần tìm hiểu làm gì. Tuyết giọng lả lơi: Thôi em biết rồi, Mỹ Lan là người yêu của anh chứ gì, phải không? Thú nhận đi, đừng chối. Triệu Vĩ bực tức quá hét to: Anh đã bảo em đừng đá động tới cái tên Mỹ Lan. Chàng mở bóp hơi rút ra một xấp giấy bạc, dúi vào tận tay cô gái: Cảm ơn em đã cho anh ngủ nhờ một đêm. Nếu như mọi lần khác và với những người đàn ông khác thì Tuyết đã vội ngay lấy xấp giấy bạc, nhưng lần này không hiểu sao nàng lại xám mặt. Nàng đẩy mạnh tay Triệu Vĩ ra rồi giận dỗi: Bộ anh cho em là một con đĩ à? Dù cho là đĩ đi nữa, anh có ngủ với em đâu mà lại trả tiền. Anh khinh em lắm. Dứt lời nàng trào nước mắt vì tủi hổ. Triệu Vĩ cũng cảm thấy thương hại. Nhìn khuôn mặt Tuyết, Triệu Vĩ nhớ tới Mỹ Lan, nhưng khi nhìn lại cuộc sống xa đọa của Tuyết, chàng không khỏi có cảm giác nhờm tởm. Chàng tiếc rẻ, tự hỏi tại sao Tuyết không được toàn vẹn tự thể xác đến tâm hồn như Mỹ Lan. Trên đời này có lẽ chàng không bao giờ tìm ra được một người đàn bà như Mỹ Lan. Nghĩ tới đây, Triệu Vĩ chua xót thở dài. Chàng thương hại nhìn Tuyết lần cuối cùng rồi nói: Em tha lỗi cho anh. Chàng bước nhanh ra cửa sau khi đã dúi sắp bạc vào tay Tuyết. Tuyết gạt nước mắt không có phản ứng và nàng giọng hỏi vói theo: Chừng nào em gặp lại anh? Triệu Vĩ đáp mà không ngoảnh mặt: Anh chưa biết. Vĩnh biệt Tuyết. Cửa phòng đóng ập lại, bôi xóa mất hình ảnh Triệu Vĩ. Cầm nắm giấy bạc trong tay, Tuyết thẫn thờ như kẻ mất hồn. Trong cuộc đời buông thân bán xác đầy sóng gió, Tuyết đã từng nhận không biết bao nhiêu tiền bạc của những người đàn ông khác, nhưng chưa lần nào nàng nhận tiền mà có cảm giác băn khoăn khó tả như lần này. Nàng vừa tủi nhục vừa thấy đau xót. Tại sao? Nàng cũng không sao hiểu nổi. Nàng lúc bấy giờ, nàng chỉ mơ hồ có cảm tưởng một cái gì khác thường đã len lỏi vào tận tâm hồn nàng. Nó dằn vặt lương tâm nàng, nó làm rây rứt tâm trí nàng. Ngoài ra Tuyết còn nhận thấy Triệu Vĩ là một con người thật kỳ lạ, khó hiểu thấu. Tuyết nghĩ ngợi vẫn dơ và chép miệng: Mỹ Lan, nàng là ai nhỉ? Một tiếng động mạnh cắt đứt luồng tư tưởng đang chảy trong óc Tuyết. Nàng ngẩng đầu lên và chạm gương mặt hớt hải của Hổ. Tên lưu manh vừa sòng sọc tung cửa bước vào phòng. Gã nhìn nắm giấy bạc nhầu nát trong lòng bàn tay Tuyết, như chợt hiểu, Hổ quát lớn: Thằng dê già Triệu Vĩ đâu rồi? Tuyết lơ đãng trao hết xấp giấy bạc cho tên tình nhân lưu manh và đáp thờ thẫn: Lão đi mất rồi, cầm lấy hết số tiền này mà ăn xài. Hổ vội chụp lấy xấp giấy bạc, nhưng mặt gã còn giận hầm hầm. Gã đầy nghiến: Anh bảo em giữ lão lại mà sao em để lão dục mất? Tuyết lắc đầu: Không hiểu sao em chẳng có ý định làm tiền lão, có lẽ lần đầu tiên trong đời em. Nàng bỏ dở câu nói, nhưng Hổ đã nhanh trí, gã đã hiểu rõ. Gã chụp lấy hai bả vai Tuyết và lắc mạnh: Em yêu lão già đó rồi phải không? Không đợi Tuyết đáp, gã lồng lộn lên: Đừng chối, đồ ngốc. Em có biết lão là một miếng mồi ngon, chẳng bao giờ chúng mình còn tìm được món hàng nào khác ngon hơn. Ngàn năm mới có một lần, em theo gánh xiết suốt đời cũng không làm giàu nổi. Ngu, ngu, ngu lắm. Tại sao em làm vậy? Tình cảm cái con mẹ gì, đời này chỉ có tiền, tiền là trên hết. Em đã hành động như một con học trò mới lớn lên. Tuyết thẫn thờ đáp nhỏ: Có lẽ em yêu lão mất rồi. Ái tình thật là kỳ lạ quá. Nhưng nàng nói tiếp nghẹn ngào như muốn nấc lên: Chẳng bao giờ em còn cơ hội gặp lại lão nữa. Hết rồi, như một giấc mơ đẹp ngắn ngủi. Hổ im lặng nhìn Tuyết một lát, cơn giận của gã đã dịu bớt. Gã chán nản so hai vai mà mỉa mai: Còn người như em cũng nói tới ái tình, có lẽ vũ trụ này sắp sụp đổ rồi. Nhưng thôi, bây giờ tạm gác qua một bên chuyện lão già dê đó, anh có chuyện này cần bàn gấp với em. Thấy Hổ dịu giọng bất ngờ, Tuyết lấy làm lạ.
nàng đinh ninh sẽ phải đương đầu với cơn thịnh nộ sấm sét của Hổ. Hổ bảo nhỏ vào tai Tuyết: tổ chức làm bạc giả của anh đã bị cảnh sát để ý tới rồi, phải tìm cách tống khứ hết số bạc giả còn dư lại. Anh giấu gia đình bạc giả trong phòng tắm của em, cảnh sát chẳng đời nào truy ra. Còn anh đang bị họ theo dõi gắt gao. Tuyết hoảng sợ: em không muốn dính líu vào vụ này. Tổ chức làm bạc giả của anh em chẳng hề can dự tới, làm sao em lảng tránh trách nhiệm được? Hổ trừng mắt nhìn Tuyết và nói rằng: em nói như trò đùa nít, em là người yêu của anh. Từ nào tới giờ em đã dính líu với anh nhiều vụ động trời rồi, bây giờ em muốn bỏ chạy sao? Đâu dễ vậy em. Chắc em bị thằng già đó dụ dỗ em rồi chứ gì. Em sống với anh đã khá lâu, em đã hiểu hết mọi công việc làm ăn của anh. Em đã là người trong tổ chức này, dễ gì em thoát ra được. Em dư hiểu lực của chúng ta rồi chứ. Tuyết nói khẽ: em biết, nhưng em không muốn tiếp tục làm những việc bất lương, mờ ám. Em còn trẻ, em còn đủ ngày giờ để làm lại cuộc đời. Nàng dịu giọng nói tiếp như vang lên: anh Hổ, chúng ta đã làm nhiều chuyện tội lỗi, nhơ nhớp rồi. Chúng ta nên dừng bước lại là vừa, kẻo có ngày ăn năn không kịp. Không đợi cho Tuyết nói dứt câu, Hổ quát to: đừng lên mặt đạo đức giả, quấy lắm. Em sống phủ phê được tới ngày hôm nay là nhờ cái gì? Có phải là nhờ tiền không? Em chê tiền à? Có lẽ em sắp sửa làm bà kỹ sư triệu phú nên không còn cần đến những đồng tiền nhơ bẩn nữa. Chưa chắc tiền chúng ta làm ra là tiền nhơ bẩn. Có khối thằng nhà giàu có cái bề ngoài lương thiện, nhưng thực sự đồng tiền của nó nhơ nhớp bằng gián lần đồng tiền của chúng tìm kiếm. Đời này không có đồng tiền nào là sạch hết, mà chỉ có đồng tiền dơ thôi. Hổ dùng tay đấm mạnh lên mặt bàn, một cái ly văng rớt xuống gạch bể tan tành. Tiếng pha lê bể loảng choảng gây cho Tuyết một cảm giác rợn người. Hổ ngừng nói một lát, nhìn sững Tuyết để dò xem phản ứng của nàng ra sao, rồi gã bật cười hăng hắc: bộ muốn phản bội thằng này là dễ lắm sao? Phản là chết, chết, biết chưa? Gã gần đi gần lại tiếng chết mấy lần như để hăm dọa Tuyết. Trước những lời hăm dọa khả ố của Hổ, Tuyết hoang mang chưa có một thái độ dứt khoát. Nàng nửa muốn chống lại Hổ và nửa muốn phục tùng gã. Bao nhiêu ý nghĩ hỗn loạn đang quay cuồng trong đầu Tuyết. Nàng nhận thấy đây là cơ hội duy nhất để nàng thoát ly khỏi sự kìm kẹp của Hổ. Lần này nếu nàng không đủ can đảm, nàng sẽ là nô lệ của Hổ vĩnh viễn. Phải làm sao đây? Can đảm dứt khoát với Hổ hay vẫn phục tùng gã? Những gì sẽ xảy đến với nàng? Tuyết miên man suy nghĩ, nàng chưa biết chọn giải pháp nào. Thấy Tuyết vẫn im lặng và có vẻ suy nghĩ, Hổ hằng học nói: còn suy nghĩ gì nữa? Em vẫn trung thành với thằng Hổ này hay muốn phản bội nó? Nói mau đi. Em nên nhớ, phản bội là chết đó, chết đó, nghe chưa? Mỗi tiếng cười của Hổ là một mũi dao nhọn xuyên qua tim Tuyết. Tiếng cười khả ố hiểm độc của tên lưu manh vang lên lồng lộng. Tuyết vẫn ngồi bất động, bầu không khí thật nặng nề nghẹt thở. Từ trong lương tâm Tuyết bỗng vang lên tiếng thét: không thể được, mày phải có can đảm chống lại nó, vì đây là cơ hội duy nhất của mày thoát khỏi cuộc đời ô trọc bẩn thỉu mà mày đã ngập lặn bấy lâu nay. Đừng yếu lòng, đừng nhu nhược. Một quyết định sáng lóe lên trong óc Tuyết. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc và đôi môi mím chặt. Nàng trừng mắt nhìn Hổ và dõng dạc nói: anh đừng ức hiếp em quá mức. Bao lâu nay em đã phục vụ anh quá nhiều rồi. Bây giờ em chỉ có một điều duy nhất yêu cầu anh. Nếu anh muốn, em có thể quỳ lại anh. Tuyết ngước mắt nhìn lên và vẻ mặt gian nài khẩn thiết. Thấy Hổ vẫn nhìn chằm chằm và vẫn giữ vẻ mặt im lặng khó hiểu, Tuyết chắp hai bàn tay lại và nói to lên: em gian anh Hổ, em sẵn sàng trao thân cho anh, nhưng lần này là lần cuối cùng. Lần cuối cùng em ngủ với anh, nghe chưa? Hổ cứ im lặng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt Tuyết như một gã luyện thú đang đứng giữa gườm gườm trước con thú chưa thuần. Bây giờ tiếng Hổ thật đáng sợ. Tuyết đã hiểu tánh ý Hổ từ lâu. Nàng đón biết sự bình tĩnh của hắn báo hiệu một cơn giông tố dữ dội. Những giờ phút nặng nề chậm chạp trôi qua. Tuyết hồi hộp muốn ngạt thở. Số mạng nàng chỉ được quyết định trong giờ phút quan trọng này. Hổ bật một tiếng cười gắn ghê rợn. Hắn lừ lừ tiến tới trước mắt Tuyết. Nhanh như chớp, hắn dùng hai bàn tay thô bạo chụp mạnh lấy hai bả vai cô gái. Hai bàn tay lông lá sần sùi đó càng lúc càng siết mạnh, như muốn cấu rách làn da trắng trẻo mịn màng tươi mát của cô gái đẹp. Làn da hồng lên rịn máu. Tuyết nhăn mặt cố chịu đau. Hổ hét to lên: đồ đĩ chó, đã làm đĩ mà còn muốn làm bà quan, dùng lời lẽ ngọt ngào không chịu nghe, bộ muốn ăn đòn đau mới sợ sao? Tao đã nói với mày từ lâu rồi, phải trung thành với tao cho đến ngày chết, trừ phi lúc nào tao cho phép rút lui mới được quyền rút lui, hiểu chưa? Đâu phải mày muốn chạy lúc nào là chạy. Hiện giờ tao còn cần sắc đẹp và thân xác của mày.
mày còn khả năng làm ra tiền, phải tiếp tục nghe lời tao. Hổ ngừng lại một lát để rồi gằn giọng tiếp. Hôm nay tao cảnh cáo mày, lần này là lần cuối cùng. Tao không muốn thấy chuyện này tái diễn, vì nó làm mất thì giờ quá. Mẹ kiếp, cứng đầu gặp tao thì có nước chết. Nói xong hắn đẩy Tuyết té ngửa trên giường nệm. Hắn giới tay lên tường, rút cây roi da và quất túi bụi lên mình cô gái. Bị tên Marco hành hạ tàn nhẫn, Tuyết nằm lăn lộn cắn răng chịu đựng, không thèm rên xiết lấy một tiếng nào. Những nét bầm rướm máu đã nổi bật lên thân hình vệ nữ. Hổ buông tiếng cười hăng hắc, chẳng chút thương hại. Hắn ném mạnh roi da xuống sàn gạch, buông một câu hăm dọa cuối cùng. Liệu hồn đó, muốn mò tôm thì ông cho mò tôm ngay thức sắc. Hãy chờ đợi, nằm ở nhà mà chờ nhận chỉ thị mới của tao. Hổ hụt hặc nện mạnh gót giày cầm cập và bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Bây giờ trong phòng đã yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng khóc tưng tức của Tuyết. Thế là hết. Hổ không chịu buông tha nàng. Tuyết chẳng đời nào thoát khỏi móng vuốt của tên lưu manh bán máu người này. Nếu nàng hành động liều lĩnh, nàng sẽ bị hắn thủ tiêu. Điều này nàng không sợ, mà chỉ sợ vô tình nàng làm hại lây tới Triệu Vĩ. Nàng còn lại gì thủ đoạn đanh ác và xảo quyệt của tên đại lưu manh này? Hắn dám làm hại Triệu Vĩ như không, mà Triệu Vĩ có mệnh hệ nào thì nàng sẽ hối hận suốt đời. Nàng không có quyền làm hại Triệu Vĩ. Từ trước tới nay nàng đã hại biết bao nhiêu người đàn ông rồi, mà nàng có bao giờ thương hại hay nghĩ tới họ đâu. Nay cớ sao nàng mới gặp Triệu Vĩ mà nàng phải khổ tâm mệt trí vì chàng? Tuyết nằm úp mặt xuống gối khóc như mưa như gió. Sự đau đớn thể xác do những lần roi vọt gây ra không ảnh hưởng tâm hồn và cơn đau bị tàn phá não nề. Tuyết phải xử sự sao đây? Nàng phải hy sinh theo Hổ tiếp tục để Triệu Vĩ khỏi bị hãm hại, hay tách rời Hổ để lập lại cuộc đời, bỏ mặc số mạng Triệu Vĩ? Tuyết bị lâm vào hoàn cảnh khó xử. Tại sao nàng lại nghĩ tới Triệu Vĩ? Nàng phải rời xa Hổ để xây dựng tương lai và cuộc đời. Thật là một bài toán nan giải. Từ thuở biết yêu tới giờ, Tuyết chưa biết tình yêu chân thật là gì. Chắc chắn là nàng chẳng hề yêu Hổ. Bây giờ mới gặp Triệu Vĩ, nàng đã khổ tâm nhọc trí vì chàng. Phải chăng nàng đã yêu Triệu Vĩ? Nàng cũng hoang mang chưa hiểu được lòng dạ nàng. Tuyết chỉ thấy mình không thể để Triệu Vĩ bị hại vì dính líu tới nàng. Thà rằng nàng hy sinh để bảo toàn sinh mạng Triệu Vĩ, như vậy có nghĩa là nàng nhắm mắt tuân theo mệnh lệnh của Hổ. Nếu thế, liệu Triệu Vĩ có hiểu thấu sự hy sinh cao quý của nàng không? Hay chàng sẽ vĩnh biệt nàng, xem nàng như một con cái điếm chuyên làm tiền? Dù sao tạm thời Tuyết cũng phải theo Hổ, mặc cho định mệnh đưa đẩy tới đâu cũng phải chấp nhận. Tuyết hy sinh, nhưng nàng không sợ hãi, mà nàng chỉ sợ Triệu Vĩ không hiểu lòng dạ nàng. Trong căn phòng yên lặng nặng nề, chỉ còn vang lên tiếng khóc sụt sùi của cô gái hồng nhan đầy đặn, đang đau khổ vì tình yêu vô vọng. Chương 25. Triệu Vĩ đã quyết định không bao giờ còn trở lại gặp Tuyết. Sau cái đêm say rượu nằm gục ở phòng Tuyết, Triệu Vĩ bắt đầu ghê tởm Tuyết. Chàng cho cô ả chỉ là một cô gái giang hồ son phấn, chuyên làm tuyền bọn đàn ông mê sắc dại gái. Chàng mê Tuyết chỉ vì nàng quá giống Mỹ Lan, và lúc nào hình ảnh Mỹ Lan cũng còn ngự trị trong tim chàng. Triệu Vĩ thấy Tuyết, ngỡ là thấy Mỹ Lan, chỉ có thế thôi. Do đó Triệu Vĩ thề quyết không bao giờ gặp lại Tuyết. Nhưng ngày đêm hình ảnh Tuyết vẫn hiện trong trí chàng mãi. Làm sao quên được Tuyết, vì nàng chính là hiện thân của Mỹ Lan, tức Nico Diệu Linh. Triệu Vĩ tìm thấy ở Tuyết những kỷ niệm êm đềm mà ngày xưa Mỹ Lan đã ban cho chàng. Bao giờ chưa gặp được Mỹ Lan hoặc chưa thể quên nổi nàng thì chàng không thể bỏ rơi Tuyết. Tâm hồn chàng bị rây rứt dằn vặt mãi không thôi. Không thể chịu đựng nổi, Triệu Vĩ lại tìm đến tận nhà Tuyết, vì chàng thèm khát mái tóc, sóng mắt, đôi môi của nàng. Triệu Vĩ đẩy cửa đường đột vào phòng Tuyết như một bóng ma. Chàng đứng nhìn sững nàng không nói một lời. Sự xuất hiện bất ngờ của Triệu Vĩ cũng làm Tuyết rung động không ít. Tự nhiên vừa thấy bóng chàng là toàn thân nàng run rẩy khác thường. Tại sao lại có trạng thái kỳ lạ này? Phải chăng Tuyết đã yêu Triệu Vĩ? Có lẽ nàng đã si tình Triệu Vĩ mất rồi. Ái tình quái dị lắm. Một người đàn bà phong trần dày dạn như Tuyết mà có thể yêu dễ dàng như thế sao? Vô lý. Nhưng đó là sự thật. Con tim sắt đá của Tuyết đã biết hòa một bản đàn tình. Triệu Vĩ và Tuyết đứng lặng nhìn nhau giây lâu, cả hai cõi lòng đều rung động mạnh. Tuyết nhìn Triệu Vĩ và mỉm cười duyên dáng, nàng nũng nịu nói: anh đã bảo là không đến gặp em nữa. Lúc đó em không cho điều ấy là quan trọng. Nhưng chẳng hiểu sao trong những ngày kế tiếp, vắng bóng anh, em cảm thấy lòng dạ bứt rứt không yên. Em cứ nghĩ đến anh mãi, em đau khổ vô cùng. Hôm nay anh lại đến, lần này em không còn lầm lẫn nữa. Em biết anh cũng đã yêu em,
Và em cũng... Nàng bỏ dở câu nói lãng. Kìa, anh ngồi xuống ghế, làm gì mà đứng nhìn em mãi thế? Triệu Vĩ ngồi phịch xuống ghế, chàng vẫn đăm đăm nhìn Tuyết như muốn nuốt hết hình ảnh nàng vào tâm tưởng. Tuyết thở dài, u sầu nói tiếp. Anh ngồi trong phòng em mà hồn anh ở tận đâu đâu. Anh nhìn em mà anh nghĩ tới một người đàn bà khác, có phải thế không? Em đoán có đúng không? Triệu Vĩ im lặng không đáp. Tuyết tiến đến cạnh Triệu Vĩ và nhìn sâu vào mắt chàng. Em đã suy nghĩ kỹ và đã tìm ra lý do tại sao anh mê em. Sự khám phá đó chỉ làm em khổ sở thêm mà thôi. Anh thẳng thắn trả lời, có phải anh mê em chỉ vì em giống cô Mỹ Lan nào đó của anh? Triệu Vĩ giật nảy mình hỏi nhanh. Sao em biết? Tuyết nghiêm sắc mặt. Em chỉ đoán thôi. Em để ý trong lúc anh say rượu mê man, anh thường lải nhải gọi tên Mỹ Lan. Là đàn bà, em đoán được và hiểu ngay Mỹ Lan là gì của anh. Có phải nàng là người yêu của anh và anh không thể nào quên nàng nổi? Nàng xót xa hỏi. Em giống Mỹ Lan của anh nhiều lắm không? Triệu Vĩ đôi mắt mơ màng như nhớ về dĩ vãng xa xưa. Dây lâu chàng buồn rầu đáp. Em đoán đúng. Em và Mỹ Lan giống nhau như hai giọt nước. Anh tìm thấy ở em hình bóng Mỹ Lan Diễm Kiều ngày xưa. Tuyết em, anh biết anh không thể nào xa em vì anh đã yêu em. Tuyết vẫn giữ giọng buồn buồn. Anh Triệu Vĩ, em không thể dối lòng em. Em cũng yêu anh. Tình yêu của em rất chân thật và em muốn anh cũng yêu em một cách chân thành. Anh có yêu em thành thật không? Chắc là không rồi. Anh yêu em rất sung sướng. Nhưng nàng cao giọng. Nếu anh yêu em vì em giống Mỹ Lan thì em đành xa anh vậy. Em cũng là đàn bà như trăm người đàn bà khác. Em có lòng tự ái. Em không thể nào yêu một người đàn ông chỉ yêu em qua hình bóng một người đàn bà khác. Nếu anh yêu em muốn anh nghĩ đến một mình em thôi. Anh yêu Tuyết chứ không phải yêu Mỹ Lan. Anh hãy nghĩ và trả lời cho em biết. Triệu Vĩ bị đưa vào một tình thế thật khó xử. Chàng không ngờ Tuyết lại yêu chàng. Nhưng liệu chàng có thể tin cậy được Tuyết không? Một người con gái dạng dày như Tuyết có thể yêu dễ dàng như thế sao? Thấy Triệu Vĩ im lặng và lộ vẻ suy tư, Tuyết như đoán thấu tư tưởng của chàng, liền hỏi. Chắc anh nghi ngờ lòng dạ em. Rồi không đợi Triệu Vĩ trả lời, Tuyết cay đắng nói luôn. Em biết mà. Một người đàn bà hư hỏng như em làm gì chiếm được lòng tin cậy của anh. Lúc nào anh cũng nghĩ em yêu anh chỉ là giả dối, đập đổ anh, phải thế không? Triệu Vĩ lắc đầu đáp. Anh chẳng bao giờ nghĩ như thế. Nhưng... Nói đến đây chàng im lặng. Tuyết thúc giục. Sao anh không trả lời? Triệu Vĩ thở dài. Tuyết em, anh chẳng chút nghi ngờ tình yêu của em. Nhưng anh chỉ sợ anh chưa yêu em chân thành. Anh chỉ sợ anh vẫn còn yêu em qua hình bóng kẻ khác. Anh không muốn lừa gạt em. Trước khi anh thực sự rõ lòng anh đã yêu thực sự một lần. Và người anh yêu là cô thôn nữ Mỹ Lan. Rất tiếc anh phải cưới một người con gái khác làm vợ, mà anh chẳng hề yêu thương người đó. Anh cảm thấy trọn cả cuộc đời anh chỉ yêu một lần thôi. Chàng hạ thấp giọng. Tuyết em, anh không muốn làm khổ em. Em có yêu được một người đàn ông mà chẳng yêu em chân thật? Trước những câu nói thật thà của Triệu Vĩ, Tuyết thở dài não nụa. Nàng nuốt ực nỗi niềm cay đắng xuống tận đáy lòng. Em hiểu anh rồi. Em không dám đòi hỏi ở anh nhiều. Em thuộc hạng con gái chưa có một tình yêu lý tưởng. Em thuộc hạng con gái chẳng ra gì. Em chưa một lần hiểu rõ ý nghĩa cao quý của hai chữ ái tình. Từ bấy lâu nay em đã yêu bừa bãi. Yêu mà không tính toán giá trị tinh thần. Em yêu chỉ vì tiền. Bây giờ em mới biết, tình yêu thực sự lần đầu thì hỡi ơi, tình của em là tình tuyệt vọng. Tuyết nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Triệu Vĩ cũng cảm động thương hại người con gái dạng dày son phấn này. Ai dám bảo kỹ nữ không biết yêu chân thành. Triệu Vĩ rất đổi hoang mang. Chàng có yêu Tuyết thực tình không? Có lẽ không rồi. Chàng đã từng thề nguyện với Mỹ Lan bên dòng sông Trẹm ngày xưa là chàng chỉ yêu có mình nàng. Rừng u minh muôn thuở vẫn quyền bí âm u, dòng sông Trẹm với muôn đời đỏ ngầu màu máu, thì lời thề sắt đá xưa làm sao quên được. Im lặng nặng nề, chỉ có tiếng khóc nức nở của Tuyết. Triệu Vĩ nhẹ vuốt mái tóc nàng và ngọt ngào an ủi. Tuyết em, mỗi con người có một số mệnh riêng, làm sao đổi thay được định mệnh hỡi em. Tuyết ngẩng mặt lên. Triệu Vĩ móc khăn tay lau nhẹ nước mắt cho nàng. Em đừng khóc nữa. Những giọt nước mắt bi thảm của em chỉ làm lòng anh tan nát thêm. Quả tim anh đã trót trao cho Mỹ Lan rồi. Biết làm sao đây? Đôi mắt mờ lệ bỗng sáng rực lên. Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt Triệu Vĩ và nói.
Triệu Vĩ, em biết em không bao giờ chiếm được tình yêu trọn vẹn và chân thật của anh. Em chưa hề quen biết chị Mỹ Lan, nhưng em cũng đoán được chị ấy hơn em gấp triệu lần. Chị ấy xứng đáng với tấm lòng bền chặt, chung thủy của anh. Em hy vọng sẽ có một ngày nào đó gặp mặt chị Mỹ Lan, để xem chị ấy là người thế nào mà có thể làm anh quên hết mọi người đàn bà khác ở trên đời này. Một mối tình bất diệt, cao quý biết bao nhiêu. Em làm sao dám cao xa mơ tưởng tới và dám so sánh với chị Mỹ Lan, một đàn trong sạch, cao quý, một đàn nhơ bẩn, thấp hèn. Triệu Vĩ đưa tay bụm miệng Tuyết. Em đừng nói nữa, hình ảnh Mỹ Lan được ngự trị trong tim anh. Mặc dầu ngày nay nàng đã trở thành Nico Diệu Linh, mãi mãi anh không thể quên nàng. Dù cho biển cạn sông mòn, anh cũng vẫn còn yêu Mỹ Lan. Chàng cao giọng. Nhìn em, anh sực nhớ tới Mỹ Lan. Hiện giờ anh đã mất Mỹ Lan, nhưng anh còn có em Tuyết à. Tuyết sẽ thay thế Mỹ Lan để đợi anh bớt cô đơn và tim anh bớt lạnh lẽo. Bây giờ anh không thể nào xa em vì anh đã yêu em. Tuyết đưa tay gạt nước mắt, buồn buồn thú nhận. Anh Triệu Vĩ, em không thể dối lòng em cũng đã yêu anh. Lần đầu trong đời em yêu chân thành, do đó em muốn anh cũng yêu em một cách chân thành. Anh có yêu em một cách chân thành không? Chắc không rồi. Anh yêu em cũng sung sướng, nhưng... Nàng đau xót thở dài. Nếu anh yêu em vì em có khuôn mặt giống Mỹ Lan thì em đành xa anh vậy. Em cũng là đàn bà như trăm ngàn người đàn bà khác. Em có lòng tự ái, em không thể nào yêu một người đàn ông chỉ yêu em qua hình bóng một kẻ khác. Nếu anh yêu em muốn anh nghĩ đến mình em thôi. Anh yêu Tuyết chứ không phải yêu Mỹ Lan. Anh hãy suy nghĩ kỹ và trả lời cho em biết. Triệu Vĩ không cần nghĩ ngợi, chàng ôm chầm lấy Tuyết và miên man nói. Tuyết yêu quý, anh chỉ yêu mình em thôi. Ngoài miệng Triệu Vĩ nói thế, nhưng trong thâm tâm chàng dư biết chàng nói dối. Và có lẽ Tuyết cũng hiểu như vậy. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi men tình dâng cao, Triệu Vĩ và Tuyết quên hết. Hai người không cần nghĩ đến tương lai và hậu quả các mối tình của họ sẽ đưa họ đến đâu. Tuyết sung sướng nở nụ cười. Hai người trao đổi nhau một cái hôn gắn bó đầu tiên. Tuyết tha thiết. Em yêu anh, Triệu Vĩ ơi. Lần đầu tiên em hiểu thế nào là yêu đương. Triệu Vĩ say sưa ôm chặt lấy thân hình rực lửa của Tuyết. Tội nghiệp, Tuyết có biết đâu Triệu Vĩ đang ôm nàng trong lòng mà chàng cứ ngỡ đang ôm Mỹ Lan, người tình muôn thuở của lòng chàng. Cũng hình dáng đó, cũng nụ cười sóng mắt mơ màng duyên dáng đó, rõ ràng là Mỹ Lan của Triệu Vĩ rồi. Cả hai đắm mình trong men tình nóng đậm. Thời gian như ngừng động lại. Triệu Vĩ bảo nhỏ bên tai người yêu. Tuyết, em. Tuyết rên rỉ. Triệu Vĩ, anh. Chương 26. Qua những ngày chung sống trong cảnh yêu đương nồng thắm, Tuyết hoàn toàn sung sướng. Lúc nào nàng cũng quấn quýt bên cạnh Triệu Vĩ. Nàng săn sóc cho chàng từng ly từng tí. Từ lúc lăn lộn với cuộc sống sóng gió tới giờ, nàng mới biết giá trị thực sự của hai tiếng ái tình. Lúc trước nàng sống với hổ chẳng khác nào một con nô lệ sống với tên bạo chúa. Nàng sợ hổ nhưng không yêu. Nàng chỉ là cái máy làm ra tiền cho hổ phung phí. Bây giờ sống bên cạnh Triệu Vĩ, Tuyết mới thấy hạnh phúc. Nàng chỉ khổ tâm một điều là vẫn chưa chinh phục nổi con tim của Triệu Vĩ. Chàng vẫn tưởng nhớ Mỹ Lan và yêu nàng vì nàng giống Mỹ Lan. Mãi lặng hụp trong bể tình, Tuyết quên hẳn những lời hăm dọa của hổ. Có điều lạ lùng, từ hôm nàng trở thành tình nhân chính thức của Triệu Vĩ, nàng không gặp mặt hổ. Chẳng biết hắn ở đâu, làm gì mà biệt tâm dạng. Vắng mặt hổ, Tuyết cũng quên gã luôn. Không cần thắc mắc vì lý do sự hiện diện hay không hiện diện của gã. Nàng cứ yêu Triệu Vĩ và cứ nuôi hy vọng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên trong thâm tâm Tuyết vẫn cảm thấy lo sợ. Nàng sợ Triệu Vĩ sẽ chán chê nàng và bỏ rơi nàng khi chàng tìm gặp lại Mỹ Lan. Hoặc chàng nhận thấy Tuyết không thể nào thay thế nổi Mỹ Lan để ngự trị trong tim chàng. Nếu việc đó xảy ra, liệu đời nàng sẽ ra sao? Nàng đã trót yêu Triệu Vĩ mất rồi, làm sao đây? Một khi người con gái giang hồ đã yêu thì tình yêu của họ nồng nhiệt và sâu đậm lắm. Tuyết biết chắc không thể nào quên được Triệu Vĩ. Nếu xa Triệu Vĩ thì nàng sẽ đau khổ ghê lắm. Làm cách nào giữ chân Triệu Vĩ và giữ mãi tình yêu của chàng? Có một điều khó khăn mà Tuyết chưa nghĩ ra cách giải quyết là nàng đã mang thai với Triệu Vĩ. Không còn ngờ việc gì nữa, hôm cảm thấy trong người xảy ra những triệu chứng lạ, Tuyết suy nghĩ nhưng chưa dám quả quyết là đã thọ thai. Nàng đến bác sĩ và sau khi khám kỹ lưỡng, bác sĩ cho biết đúng là nàng đã thọ thai. Từ nơi phòng mạch bác sĩ, Tuyết vô cùng hồi hộp. Lần đầu tiên trong cuộc đời đàn bà, nàng đã có thai với một người đàn ông, mà người đàn ông đó nàng đang yêu tha thiết, say đắm. Tuyết nửa lo nửa mừng. Nàng mừng vì có con với người yêu. Nàng lo vì không biết giọt máu này có đủ mãnh lực hàn gắn mãi mối tình giữa nàng và Triệu Vĩ không.
Nhiều đêm Tuyết nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng suy nghĩ miên man, có nên cho Triệu Vĩ biết tin mừng chăng? Đã đến lúc tiết lộ điều bí mật này chưa? Sau một thời gian khổ tâm nhọc trí nghĩ ngợi, Tuyết quyết định tạm thời khoan cho Triệu Vĩ biết. Nàng đợi cho chín mùi và để dò ý xem tình cảm thực sự của Triệu Vĩ đối với nàng ra sao, rồi mới tiết lộ tin tức quan trọng này cho chàng biết. Tuy rất mừng rỡ nhưng Tuyết cố dằn lòng nín lặng. Về phía Tuyết thì như vậy, còn tâm trạng Triệu Vĩ thì sao? Chàng yêu say đắm Tuyết, chàng không thể rời xa nàng. Nhưng chàng cũng tự nhận thấy chàng chẳng thể nào yêu Tuyết một cách chân thành, mà chàng yêu Tuyết chỉ vì nàng giống Mỹ Lan. Chỉ có thế thôi, mãi mãi chàng không thể nào yêu Tuyết thực tình, yêu giả dối Tuyết. Triệu Vĩ chẳng hề muốn, nhưng chàng không thể làm khác. Chàng phải bám víu lấy Tuyết, để chàng nuôi nấng hy vọng sống, đợi một ngày gặp lại Mỹ Lan, dù hy vọng này rất mỏng manh. Vốn tính tình chân thật, Triệu Vĩ không muốn lừa gạt Tuyết. Chàng thường buồn rầu nói với nàng: Tuyết em, anh nói thật tình để em hiểu rõ lòng dạ anh. Em đừng hy vọng sẽ có một ngày anh quên Mỹ Lan và yêu em chân thành. Em nghĩ thế nào? Tuyết rưng rưng nước mắt. Thân phận em chẳng ra gì, em đâu dám đèo bồng. Em sống được với anh ngày nào là em sung sướng ngày đó. Em chẳng hề dám mơ tưởng sẽ có một ngày em làm anh quên Mỹ Lan và chinh phục được trọn vẹn tình yêu của anh. Nhưng em vẫn cứ yêu anh, dù biết rằng em yêu trong tuyệt vọng, yêu không lối thoát. Như thế cũng đã làm em mãn nguyện rồi. Sau này anh có ruồng bỏ, lạnh nhạt với em, em cũng không dám mở mắt, không thấy bóng dáng anh là em tự biết số phận của em rồi. Em chỉ còn biết than thầm, khóc lặng. Khổ lắm anh ơi. Triệu Vĩ bồi hồi cảm động, chàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc người yêu và ngọt ngào an ủi: Chỉ tiếc anh gặp em quá muộn. Anh đã yêu Mỹ Lan vật thể không yêu ai khác nữa. Tuy nhiên anh sẽ không bỏ rơi em. Một ngày sống chung với nhau cũng là tình, là nghĩa. Nếu tình không trọn thì nghĩa cũng phải vẹn. Tuyết úp mặt lên ngực Triệu Vĩ, nghẹn ngào: Em rất cảm ơn anh vì anh vẫn còn nghĩ tới em. Em thỏa mãn lắm rồi, em chẳng dám đòi hỏi hơn nữa. Em sẽ yêu và nhớ anh mãi. Triệu Vĩ ơi, anh đừng xa em khổ lắm. Triệu Vĩ âu yếm hứa hẹn: Anh sẽ chẳng bao giờ xa em nếu anh chưa gặp lại Mỹ Lan. Tuyết dục hỏi: Anh gặp chị Mỹ Lan để làm gì? Triệu Vĩ thở dài đáp: Anh cũng không biết, nhưng anh cần gặp nàng. Đã bao nhiêu năm rồi anh không gặp Mỹ Lan. Tuyết nói khẽ: Anh có một người yêu, một người đàn bà đã rủ sạch nợ trần để nương nhờ cửa Phật. Mỹ Lan đã cố tình xa lánh anh, dù anh cố tìm gặp lại nàng anh cũng chẳng làm gì được. Tốt hơn anh quên Mỹ Lan, quên cái quá khứ đầy đau khổ để tìm một cuộc sống mới. Đó là con đường duy nhất mà anh nên chọn lựa. Em là gái hư hỏng không bì được với Mỹ Lan, nhưng nếu anh muốn, em sẵn sàng phục vụ anh cho đến khi nào anh chán chê em. Chừng đó em sẽ lặng lẽ ra đi, không than phiền anh một lời nào hết. Trước những lời tâm sự thiết tha của Tuyết, Triệu Vĩ xúc động mạnh. Người đàn bà này không hề giả dối, chàng biết rõ thế. Nàng rất thành thật với chàng. Nhưng biết làm sao đây? Chàng không thể dối lòng, lừa gạt một người đàn bà yêu mình thành thật. Triệu Vĩ ôm thật chặt Tuyết vào lòng, hơi thở ấm áp của hai người quyện chặt vào nhau. Họ như không muốn rời xa nhau, và dường như họ rất sợ phải xa nhau. Tuyết thỏ thẻ: Triệu Vĩ anh, em sợ quá. Triệu Vĩ hỏi nhanh: Em sợ cái gì? Tuyết nín lặng một lát, xua đuổi ám ảnh, rồi run run đáp: Em sợ quá. Em linh cảm có một cái gì sắp xảy ra, ép buộc anh và em phải xa cách nhau. Triệu Vĩ an ủi: Em đừng nói nhảm, làm gì chúng ta xa nhau được. Trừ phi anh gặp Mỹ Lan. Nhưng... Chàng thở dài. Tuyết thúc giục: Sao anh không nói tiếp? Triệu Vĩ chua chát: Anh sợ anh chẳng còn cơ hội nào để gặp lại Mỹ Lan. Tuyết ảo não nói: Cả hai chúng ta đều đang sống trong lo sợ. Em sợ phải xa anh, trong khi anh sợ chẳng gặp lại Mỹ Lan. Chúng ta là hai kẻ hưởng thụ sung sướng khi chúng ta có hoàn cảnh để tận hưởng. Chúng ta sống từng giờ từng phút hồi hộp, sợ hạnh phúc trôi mau và trôi mất. Nàng buồn rầu lắc đầu: Tại sao chúng ta không thực tế một chút hả anh? Triệu Vĩ cúi hôn lên mí mắt người yêu: Anh cũng muốn quên hết dĩ vãng đen tối, nhưng muốn là một việc, còn thực hiện được hay không là một việc khác. Tại số mệnh hết em ơi. Tuyết xót xa: Số mệnh em đã định rồi, em không mong gì hơn nữa. Em biết anh và em chỉ có chút duyên phận qua đường thôi. Mặc dù em yêu anh bằng tất cả chân tình, và đây là lần đầu tiên em biết rõ cái nghĩa của tình yêu. Nhưng lần đầu tiên em biết yêu thì đó là lần đầu tiên em hoàn toàn tuyệt vọng. Không có gì đau khổ hơn điều đó đối với một người đàn bà. Nhiều lúc em tự nghĩ,
Tại sao em lại có thể yêu một người đàn ông chẳng hề yêu em thật tình? Em bất chấp mọi sự hiểm nguy, mọi sự hăm dọa của Hổ để yêu anh. Em dứt bỏ dĩ vãng, quên luôn tương lai. Nhưng bù lại, em đã yêu một người đàn ông như thế nào? Triệu Vĩ bịt miệng người yêu. Em đừng nói nữa. Tuyết lắc đầu. Không, em phải nói hết hôm nay, vì em sợ em sẽ không có cơ hội nói nhiều với anh. Tuy nhiên, sẽ có một điều mà hôm nay em chưa nói, một ngày gần đây anh sẽ biết. Nàng nhìn thẳng vào mắt Triệu Vĩ và nói tiếp. Em hy sinh tất cả, nhưng em đã yêu ai? Em đã yêu một người đàn ông luôn sống trong ảo ảnh, luôn luôn nuôi nấng trong tâm tưởng một bóng hình đã biến mất vĩnh viễn trong đời y. Có đau đớn cho em chưa? Có tủi cực cho em chưa? Có lẽ em là một con đàn bà ngu nhất trên trần gian này, có phải thế không anh? Nàng gượng cười chua xót. Em biết thế, nhưng em vẫn yêu anh. Tình yêu là một cái gì rất khó hiểu. Em không ngờ một đứa như em mà lại có ngày xa chân vào biển tình. Đời em thật chẳng may mắn chút nào hết. Đời sống đã hư hỏng, tình yêu cũng chẳng ra gì. Nàng hạ thấp giọng. Nhưng thôi, em nói nhiều cũng vô ích, vì anh có nghe đâu. Anh đang tưởng nhớ chị Mỹ Lan kia mà, phải không anh? Triệu Vĩ cúi xuống đặt một cái hôn lên môi ương ước của Tuyết. Nàng im lặng như tận hưởng khoái lạc do cái hôn mà người tình mang đến. Dĩ vãng tương lai xóa mờ hết. Khi đã yêu, người đàn bà chỉ biết và chỉ muốn có bấy nhiêu thôi. Chương 27. Triệu Vĩ có việc phải đi xa một tuần lễ rồi. 7 ngày xa người yêu, Tuyết ngỡ như đã sống xa chàng hàng 7 thế kỷ. Tuyết chỉ mong cho Triệu Vĩ mau trở lên Sài Gòn. Nàng đã quyết định rồi, lần này gặp Triệu Vĩ, nàng sẽ nói thật cho chàng biết là nàng đã mang thai. Triệu Vĩ có 2 đứa con, một trai một gái, và 2 đứa này đều đã chết thê thảm. Tuyết liên tưởng đến sự mừng rỡ của Triệu Vĩ khi chàng hay tin nàng có thai. Biết đâu chẳng nhờ đứa con này mà nàng chinh phục được trọn vẹn tình yêu của Triệu Vĩ và bôi xóa được vĩnh viễn hình ảnh của Mỹ Lan trong tim ốc chàng. Lòng Tuyết tràn ngập hy vọng. Có thể được lắm. Triệu Vĩ yêu thương con bao nhiêu thì sẽ yêu thương nàng bấy nhiêu. Hình ảnh một người yêu đã mất khó thể tồn tại mãi mãi trong tâm hồn Triệu Vĩ. Điều cần nhất là Tuyết phải kiên nhẫn dần dần chinh phục trái tim Triệu Vĩ. Ý tưởng mới này làm Tuyết cảm thấy khoan khoái. Nàng dơ dẫn mỉm cười. Triệu Vĩ sắp sửa lên Sài Gòn, nàng sẽ cho chàng biết hai người sắp sửa có con. Một giấc mơ thật là đẹp đẽ, một tương lai thật là sáng sủa. Tuyết đưa tay lên sờ bụng, xoa nhẹ nhẹ và nói lẩm bẩm một mình. Con ơi, mẹ mong ước con sẽ là con trai và sẽ thật là ngoan ngoãn. Cha mẹ sẽ yêu thương con, chiều chuộng con, gầy dựng cho con nên người. Con là nguồn hy vọng tha thiết của mẹ, là lẽ sống của đời mẹ. Có con, mẹ sẽ chẳng còn lo sợ gì nữa. Mẹ sẽ can đảm sống, sống chỉ vì con. Con ơi, con yêu quý của mẹ. Tuyết đang thả hồn theo giấc mơ lý tưởng đẹp đẽ thì bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm. Giật mình, Tuyết ngồi choàng dậy. Nàng vội quơ chiếc áo choàng mặc vào người để che kín những chỗ hở hang trên thân thể. Nàng chưa kịp xỏ chân vào dép thì lại có tiếng đập cửa gấp rút và tiếng hét. Mở cửa mau, cảnh sát đây. Nhà cảnh sát, Tuyết xanh mặt, chẳng hiểu chuyện gì. Nàng vội ra mở cửa. 4 cảnh sát hiện ra. Không phải đây là phòng cô Tuyết? Tuyết đáp nhanh. Phải, mấy ông tìm ai? Một cảnh sát có vẻ là người chỉ huy nói to. Chúng tôi tìm cô Tuyết. Tôi là Tuyết đây, mấy ông tìm tôi có việc chi? Cảnh sát trình ra một tờ giấy và nói. Đây là giấy cho phép của ông biện lý. Chúng tôi được lệnh xét nhà cô. Tuyết hoảng kinh. Xét nhà? Tôi làm gì phạm pháp mà các ông xét nhà? Cảnh sát thương hại nhìn Tuyết dây lâu rồi đáp. Cô có một người nhân tình tên là Hổ phải không? Tuyết giật mình đánh thót, nghĩ thầm. Chết rồi, chắc thằng lưu manh này làm việc gì bất lương rồi. Nàng nói nhanh. Trước kia hắn là nhân tình của tôi, nhưng đã lâu rồi tôi không còn liên lạc với hắn. Tôi không chịu trách nhiệm về những việc làm của hắn. Cảnh sát lắc đầu. Hổ vừa bị bắt vì tội làm giấy bạc giả. Hắn khai với chúng tôi là hắn còn giấu một vali bạc giả ở trong nhà tắm của cô, nên ông cảnh sát trưởng sai chúng tôi đến đây để tìm hiểu sự thật. Nghe mấy lời, Tuyết run rẩy toàn thân. Nàng sực nhớ lại có một hôm Hổ mang vali tới và hấp tấp giấu nó trong phòng tắm. Nàng đã phản đối, nhưng Hổ hăm dọa dữ quá nên nàng không dám phản kháng. Rồi nàng cũng quên lửng chuyện đó luôn. Không ngờ hôm nay nó lại mang tai họa đến cho nàng. Hổ đã khai với cảnh sát để hại nàng. Tình ngay lý gian, ai hiểu nỗi sự oan ức của nàng. Thấy Tuyết đứng sững sờ, cảnh sát liền ra lệnh cho nhân viên lục soát khắp nhà. Sau một hồi khám xét tỉ mỉ, nhân viên cảnh sát lôi từ trong phòng tắm ra một cái vali nhỏ. Viên chỉ huy ra lệnh cậy ổ khóa vali. Mọi người có mặt đều kêu lên một tiếng ồ kinh ngạc. Trong vali đầy ắp những tờ giấy bạc mới toanh đủ loại. Viên chỉ huy lấy mấy tờ giấy 500 đưa lên xem rồi tặc lưỡi. Đúng là bạc giả, tổ chức này rất quy mô. Chúng ta cố gắng tóm cổ cả bọn ra là được.
Ông ta quay sang phía Tuyết. Hổ đã khai đúng sự thật, chúng ta đã tìm thấy vali bạc giả trong nhà cô. Tuyết ấp úng: Thực tình tôi chẳng liên can gì tới vụ làm bạc giả này. Trước kia tôi sống chung với Hổ một thời gian, hắn có gửi một cái vali trong nhà tôi, nhưng tôi chẳng hề mở ra xem và cũng chẳng biết trong đó chứa đựng những gì. Hổ là một tên lưu manh rất hung dữ, giết người không gớm tay. Tôi không dám can thiệp vào công việc làm ăn của hắn, hắn luôn luôn hăm dọa tôi. Viên chỉ huy lắc đầu: Tôi biết, nhưng luật pháp là luật pháp. Cô bị bắt trong tình trạng quả tang phạm pháp, chúng tôi tịch thu vali bạc này và xin mời cô về bót. Tuyết năn nỉ: Thưa các ông, đây là chuyện tôi vô tình. Viên chỉ huy thương hại nhìn Tuyết và nói: Chúng tôi biết, nhưng làm sao bây giờ? Chúng tôi biết cô bị tên Hổ lợi dụng. Bây giờ cô phải về bót để điều tra viên lấy khẩu cung. Tuyết lo sợ: Liệu tôi có bị giam giữ không? Viên chỉ huy cảnh sát gật đầu: Với bằng chứng hiển nhiên là chiếc vali chứa đầy bạc giả này, chắc chắn cô sẽ bị giam và giải tòa. Cô chỉ còn một hy vọng cuối cùng là nhờ sự khoan hồng của các quan tòa. Thấy Tuyết do dự, viên chỉ huy thúc giục: Chúng tôi cho cô 5 phút để thu xếp công việc. Y rảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp: Cô ở một mình nơi đây cũng dễ thu xếp việc nhà. Tuyết rưng rưng nước mắt: Chẳng còn cách nào khác sao các ông? Viên chỉ huy đáp nhanh: Không còn cách nào khác được. Cô nên can đảm chịu đựng nghịch cảnh này. Mai ra... Viên chỉ huy ngừng nói, bỏ dở câu. Tuyết cúi mặt, hai dòng lệ tuôn trào. Thế là tất cả mộng đẹp tan vỡ trong khoảnh khắc. Thực tại quá tàn nhẫn, phũ phàng. Thôi, cô thay quần áo mau đi. Tuyết lủi thủi vào phòng riêng và hấp tấp thay y phục. Nàng khóa cửa nhà rồi thất thểu theo các nhân viên cảnh sát ra xe như kẻ mất hồn. Chiếc xe cảnh sát dọn nhanh, mang theo tất cả lẽ sống và hạnh phúc của đời Tuyết. Hết tập 9. Còn tiếp